Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao văn bản gửi Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 4 giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa được kiểm chứng, ký tên Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ CTCS, giảng viên thỉnh giảng cao cấp của 3 trường đại học và nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Và người được ông Điệp giới thiệu là ông Lê Minh Hoàng, ngụ Hà Nội. Trong văn bản, ông Điệp nhấn mạnh khả năng cầu mưa của ông Lê Minh Hoàng chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, ông Điệp cho biết rất xót xa, dằn vặt trước nạn hạn hán, thất bát, mùa màng của một số tỉnh phía Nam nên đã giới thiệu. Sáng ngày 14 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng, người được Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu về Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về khả năng cầu mưa, cho biết từng cầu cho lúa ở Hà Nội bất ngã đổ vì gió. Trao đổi với báo chí, ông Hoàng chia sẻ mong được chấp thuận được cầu mưa cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Ông Hoàng cho biết có kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu độc lập về lĩnh vực biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn, ông đã từng cầu mưa cho Lâm Đồng, Bến Tre và một số tỉnh khác. Khi Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi về việc cầu mưa bằng cách nào, áp dụng khoa học kỹ thuật hay phương pháp nào khác, ông Hoàng cho biết ông chỉ cầu nguyện sau khoảng 4 ngày thì sẽ có mưa, nếu người dân thành tâm thì mưa sẽ sớm hơn. Tôi không thể tự đến các tỉnh thành rồi nói mình cầu mưa được. Do đó tôi có gặp Tiến sĩ Điệp nhờ ông giới thiệu để các nơi có giấy mời tới tôi, sau đó tôi sẽ vào để cầu mưa, ông Hoàng nói. Chia sẻ thêm hiện nay các đề xuất của ông đã được các tỉnh thành chấp thuận chưa? Ông Hoàng cho biết có liên hệ và được cho biết đang trình lãnh đạo xem xét. Sáng ngày 14 tháng 4, ông Hoàng chia sẻ với báo chí một văn bản có con dấu và chữ ký của Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong văn bản này, ông Hoàng trình bày mình có khả năng đặc biệt giúp giảm được thiên tai cho ngành nông nghiệp. Ông Hoàng cũng phân tích do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên đã ảnh hưởng. Ông Hoàng viết, trong nhiều năm, tôi đi tham quan nhiều nơi, thấy vụ xuân hè, toàn gieo mạ và cấy lúa đúng vào những ngày rét đậm, gây cho mạ chết. Lúc cấy, nhiệt độ quá thấp khiến cho thợ cấy tê cứng chân tay. Vụ hè thu, do nắng nóng, bà con phải đi cấy đêm, tôi trăn trở xót xa. Tôi thấy xã viên xã Mỹ Thành đi buộc lúa do ngã đổ, nhiều nhà không buộc kịp, dẫn đến lúa bị mọc mầm cả cánh đồng. Tôi bảo, tôi muốn giúp bà con đỡ thiệt hại và lúa đỡ bị ngã đổ, các bà có đồng ý không? Họ bảo được thế thì tốt quá, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Trước tình hình đó, tôi âm thầm nghiên cứu, cầu nguyện, tìm giải pháp giúp đỡ bà con, nhân gian giảm được thiệt hại do mưa gió gây ra. Văn bản còn thể hiện, sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chín vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Kết quả thiệt hại vụ mùa đó giảm 80% so với vụ mùa 2021-2022. Văn bản này còn có chữ ký và xác nhận của ông Đinh Quang Thành, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành. Hiện Tuổi Trẻ Online đang liên hệ với người ký xác nhận văn bản trên tìm hiểu thêm sự việc. Những ngày cuối tháng 2, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng oi bức như đổ lửa. Tuy vậy, nhiều lao động vẫn phơi mình mưu sinh. Ghi nhận tại dự án nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các công nhân vẫn hăng say làm việc giữa trời nắng nóng gần 40 độ C. Anh Minh, 42 tuổi, công nhân làm việc tại dự án, vừa vác những thanh sắt to, vừa than thở. Người chúng tôi lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi, nhiều tấm, không chỉ nắng từ trên trời chiếu xuống mà hơi nóng từ sắt thép, từ các máy móc tỏa ra khiến chúng tôi rất mệt mỏi. Tuy vậy, để đảm bảo tiến độ, chúng tôi đều phải chấp nhận. Theo anh Minh, những ngày gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh ban ngày nóng chưa từng thấy. Do vậy, công nhân làm việc rất nhanh, bị tiêu hao năng lượng, dễ mất nước, mất sức và da bị rát, rất khó chịu. Ban ngày, công nhân làm việc chỉ khoảng 1 tiếng là phải nghỉ ngơi, uống nước. Tuy vậy, càng uống càng khát. Trên các tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh, những lao động tự do cũng phải gồng mình bất chấp cái nắng như đổ lửa để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ bừng, bà Lê Thị Bốn, 62 tuổi, quê Đồng Tháp cho hay đã rời quê lên Thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nghề bán vé số hơn 10 năm. Những ngày này thời tiết nắng gắt, bà Bốn không đủ sức đi bán vé số nhiều như trước. Cùng với đó, nắng nóng khiến nhiều người dân ngại ra đường nên khách ít hơn, thu nhập của bà vì thế giảm đi nhiều. Đi nhiều ở ngoài trời nắng, tôi thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Ngày nào người cũng bức bối rất khó chịu, nhiều khi mệt lả người, không còn chút sức lực, bà Bốn tâm sự. Bà Bốn cũng chia sẻ thêm, nếu tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài thì 1-2 ngày tới bà sẽ về quê.
ở quê tôi nhiều cây xanh, nhiều sông nước nên không khí mát mẻ hơn, bà Bốn nói. Tương tự bà Bốn, bà Nguyễn Thị Hoa, 50 tuổi, quê ở Nghệ An, là người làm nghề thu mua ve chai từ nhiều năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, ngán ngẩm nói. Công việc phải đạp xe liên tục giữa nắng nên cơ thể tôi ra rất nhiều mồ hôi, da thì nóng rát. Nhiều lúc bị hoa mắt, chóng mặt, tôi lại ngồi gốc cây, gầm cầu, nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục đẩy xe. Để tránh được cái nóng, bà Hoa phải thay đổi thời gian đi làm. Cụ thể, buổi sáng bà đi từ 7 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Nghề này vốn đã vất vả, những ngày trời nắng nóng càng vất vả hơn, nhưng cũng phải gắng gượng thôi, bà Hoa trải lòng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày cuối tháng 2 2024, các tỉnh Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nắng nóng diện rộng, thời tiết oi bức, nền nhiệt chạm ngưỡng 38 độ C. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài bất thường trong những ngày tới vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân do El Nino đang diễn ra, tác động làm xu thế nhiệt tăng, ít mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ở các đô thị còn cao hơn do phản xạ từ mặt đường, nhà cửa, bê tông khiến cho nhiều người mưu sinh ngoài trời khá vất vả, mệt mỏi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!